Hôm nay thật là vô cùng hân hạnh chúng tôi về đến chùa Hoằng Pháp, được thượng tọa viện chủ có thỉnh cầu chúng tôi khả hứa dạy thờ giảng này. Có ra là do nhờ công đức của viện chủ trụ trì đây, quý vị xin thưởng cho anh tràng pháo tay. Để đáp lại với tấm lòng thảnh tình cao quý của toàn thể đại chúng, tôi xin thay lời cho tôn đức tăng ni hiện có mặt nơi đây sẽ ban bố cho quý vị một thời pháp là con đường hướng về tịnh độ. Nơi đây đã thường tổ chức nhiều khóa tu học về pháp môn tịnh độ, thì chúng tôi trợ duyên thêm, khuyến khích thêm, sách tấn thêm, nhắc nhở thêm, chứ không có gì khác lạ. Bởi vì mê thì thiên chấp, hạnh này hạnh nọ, muôn hạnh đều chỉ ở nơi tâm. Chúng sinh đa bệnh hôn trầm, Phật dùng nhiều pháp phương chăm trị người. Bởi chúng sinh đa bệnh thì Phật pháp đa phương, tuy nhiều phương nhưng phương nào cũng đều đưa con người đến chỗ giải thoát, cứu cánh niết bàn, vô sinh bất diệt. Vậy thì thời giảng của chúng tôi hôm nay không khác lạ gì quý chư tôn đức tăng ni từ xưa nay giảng giải, nhưng chúng tôi nhắc lại, gợi lại, khuyến khích và sách tấn mỗi người chúng ta cố gắng thêm hơn để đi đến nơi đến chốn, hầu thành đạt được đạo quả niết bàn vô sinh bất diệt. Đức bổn sư chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đản sinh tại xứ Ấn Độ. Ngài trước kia là hạnh Bồ Tát của nhiều kiếp đời lắm lắm, cho nên Ngài đắc được ngũ nhãn lục thông, biết được quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài có tam thân tứ trí, Ngài đã là một bậc toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức và toàn nhân. Ngài đã đạt đến mục đích giải thoát, cứu cánh niết bàn, vô thượng đại niết bàn. Nhưng vì lòng từ bi thương chúng sinh mà Ngài phải thể hiện ra cõi đời, với mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài mới dùng cái trí tuệ của Ngài mà quán xét coi ở trong cõi ta bà này nơi nào mà Ngài phải cần hóa sinh. Thì Ngài tại xứ độ có Ma Gia Hoàng Hậu và Tịnh Phản Dương là người đức độ cao siêu, là nơi chỗ mà Ngài cần phải đản sinh ở đó để tùy cơ hóa độ khắp chúng sinh bốn biển năm châu. Thì Ngài đản sinh tại xứ Ấn Độ,
Đường lối giáo lý của Ngài là đường lối chân chính, đường lối giải thoát, đường lối cứu kính, từ bi, từ giả năng phổ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi giả năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Vì lòng từ bi thương xót đó mà Ngài trong vào xứ Ấn Độ, trong thời kỳ Ấn Độ khổ sở lắm, bất công lắm, giai cấp lắm. Nhưng mà tại sao Ngài vào trong xứ đó? Là bởi vì Ngài có câu, trong kinh có câu nói rằng: ngã bất nhập địa ngục, tỳ nhập địa ngục, ngã bất đổ sinh, tỳ đổ sinh. Địa ngục mà ta không vào thì ai vào? Độ sinh ta không hy sinh để cứu độ, ai là cứu độ? Cho nên Ngài phải dấn thân, mặc dầu sanh vào trong cung vua là hoàng tử, sống cuộc đời vương giả, vợ đẹp con yêu, rượu ấm tình nồng, nhưng mà Ngài không mà. Cái gương hạnh đó là quý nhất trên đời. Trên đời từ xưa nay chưa có một đấng giáo chủ nào mà như Đức Bổn Sư chúng ta. Cuộc đời sống sung sướng tuyệt đỉnh, nhưng Ngài xóa bỏ hết danh tài lợi sắc tiền tình, dẹp qua một bên, vì chúng sinh, vì lòng từ bi, vì cứu độ, vì bổn phận lợi tha xá kỵ. Cho nên Ngài xuất gia đi tu tầm đạo. Sau khi tu hành đắc thành chánh quả, Ngài chẳng những không nhập vào đại niết bàn để hưởng thụ cái sự thanh tịnh an nhàn khoái lạc của cõi du di tuyệt đỉnh, mà Ngài còn phải dấn thân đi hoằng pháp độ sanh. Đó là tôi nói tắt ngán thoáng qua vậy thôi. 49 năm tôi có duyên đi Ấn Độ được nhiều lần, lần nào tôi cũng rơi nước mắt. Mình đi bằng phản lực cơ, xe lửa, xe bus, xe đủ thứ loại mà mình thấy còn vất vả, còn cực khổ vô cùng. Còn Đức Bổn Sư chúng ta là một vị hoàng tử con vua, mà Ngài dày sành đạp sỏi, trải qua từ chỗ này đến chỗ khác, đầu trần chân không, đổi trời đạp đất, sương màng cỏ chiếu. Cái gương hạnh của Ngài là tuyệt đỉnh, để đi khắp nơi hoằng hóa độ sanh. Chẳng những vậy mà những lời kim ngôn ngọc ngữ của Ngài đã để lại. Ngài thuyết pháp 49 năm. Sau này A Nan cũng là một vị hạnh của Bồ Tát nhiều kiếp đời, cho nên cái đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, những lời Đức Thế Tôn nói Ngài nhớ hết, Ngài trùng tuyên đọc lại. Cho nên trong các quyển kinh mà quý vị nghe được tựa đề là Như Thị Ngã Văn, nghĩa là ta nghe như vậy, là lời tường thuật của Đức A Nan để lại chúng ta. Mặc dầu Đức Bổn Sư đã viên tịch trên 25 thế kỷ rồi, nhưng lời vàng tiếng ngọc, kim ngôn ngọc ngữ, khuôn vàng thước ngọc của Ngài còn để lại trong tam tàng kinh điển. Thật chúng ta sanh trong thời kỳ cách xa vắng Phật mà hữu phước, hữu duyên, hữu hạnh vô cùng. Hình ảnh Đức Phật là tượng trưng cho đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ban vui, cứu khổ, gương hạnh hiền từ, đức độ bao dung. Cho nên chúng ta nhìn thêm xem gương Đức Phật mà cảm hóa được lòng mình. Pháp của Phật là tam tàng kinh điển, bây giờ phổ biến cùng khắp, nhất là thời kỳ văn minh tân tiến này, đủ các phương tiện để cho chúng ta nghiên cứu, tìm học và biết lại lời của Đức Phật chỉ dạy. Và các bậc chư tăng khắp thế giới năm châu, nơi nào có loài người là có đạo Phật, có chư tăng ni, có những các bậc thiện hữu trí thức. Nhưng người hướng dẫn đường lối cho mình, đó là một đại thiện duyên căn lành lắm lắm. Và lại quý vị thấy thời kỳ nào cũng vậy, biết bao nhiêu những người vô duyên kém phước, tật nguyền bệnh hoạn, ốm đau mồ côi, bần cùng khốn khổ, đuôi điếc câm què, tàn tật la lết. Mà chúng ta nghĩ lại thân mình,
thì thiệt là hữu phước hữu duyên lắm. Quý vị đây là căn tiên cốt Phật của nhiều kiếp đời rồi mới được như vậy. Mà được như vậy rồi mà không tiếp tục trên con đường tu tinh tấn để đạt được mục đích giải thoát cứu cánh thì uổng vô cùng vô tận. Cũng như ông nhà giàu có tiền của mà không biết đem ra sử dụng cho đúng chỗ, đi hút sách cờ bạc, trụy lạc phong lưu, trà đàn tửu điếm cho tiêu tán, rồi bệnh hoạn ốm đau, rồi tù tội chết chóc thì uổng lắm. Không có tiền làm ra tiền khó lắm bà con ơi. Nhưng khi có chút tiền rồi thì tạo ra tiền nó dễ lắm. Mình làm ăn đúng mức thì tiền sanh ra tiền. Cũng như thế, người thiếu phước đức, thiếu nhân duyên, thiếu căn lành thì tu khó lắm. Những người đuôi điếc câm què tàn tật, nói không phải mình chê nhé, nhưng đáng thương người đó lắm. Người nghèo khổ bần khốn đáng thương lắm, chỉ họ thiếu phước. Còn mình đây nghĩ lại, dòm lên rồi phải ngó xuống, mình có phước quá đi. Có phước quá mà không tiếp tục để làm phước thêm. Có căn sẵn rồi mà không tiếp tục tu thêm để bỏ luống thì uổng vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta ráng mà tu đi, nhanh lắm, mau lắm, lẹ lắm, chúng ta có thể tu kết quả mau lắm. Vì có duyên, có duyên sẵn rồi, có vốn sẵn rồi, có phước đức căn lành sẵn rồi thì chúng ta cố gắng thêm. Biết đâu chúng ta đây đã là tu nhiều kiếp đời rồi, mà kiếp này là kiếp chó, cho nên nguyện tu một kiếp chó rồi, nguyện ra khỏi chốn luân hồi tử sanh, Bồ đề Phật quả viên thành, độ mình độ chúng đồng sanh cõi thiền. Thì hôm nay tôi giảng thời pháp này là để khuyến khích quý vị được cố gắng thêm hơn. Xuất hiện ra đời thì Ngài chỉ tay lên trời và tay xuống đất mà nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Người ta cũng biết tưởng là Đức Thích Ca Ngài tự xưng Ngài là độc tôn duy nhất, cao cả hơn hết. Không phải, trên trời dưới đất này chỉ có cái chơn ngã là Phật tánh chân tâm, là bổn lai diện mục
là chân như diệu giác. Cái đó là cái ta chân thật, là Phật tánh của mỗi người, là độc tôn duy nhất. Không phải danh vọng, quyền lợi, vật chất, tiền của, sự nghiệp là duy nhất đâu. Vì là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn la vô. Của thiệt năm nhà ta chẳng có, thân về bổn đại gốc lại không. Năm nhà là gì? Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn dai không mà đủ nhất thiết khổ ách không? Thành ra không có cái gì của ta, của tôi và của mình. Mà thân về bốn đại là thân này do đất nước lửa gió cấu tạo mà thành. Thì thở cái khi trả về cho gió, lửa trong quả tim ngừng đập tắt trả về cho quả, nước trong cơ thể trả về cho thủy, tóc tai răng móng xương thịt rụt rà biến thành đất trả về cho thổ. Mình có gì hết? Không có cái gì hết. Chỉ có là có cái Phật tánh chân tâm, là chân như diệu giác, là kiến tánh minh tâm, là thành Phật đó. Chỉ còn cái đó thôi. Cái đó là cái vốn của mình đó. Đó là duy nhất. Đó là cái chân ngã. Còn thường tình thế gian gọi là bản ngã, đó là phàm ngã. Phàm ngã đó thì có câu nói thế này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Nghĩa là từ xưa nay, vì chúng sinh phải chịu đọa lạc trong tam đồ lục đạo, sáu đường ba cõi ra vào, là vì bảo thủ cố chấp bản ngã cái ta độc tôn duy nhất. Cho nên tu phải diệt cái ngã là vậy đó. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, không ta và không của ta. Đạo Phật phải thấu triệt những điểm đó mới giải thoát được. Vậy thì Đức Bổn Sư chúng ta ngày giáo hóa 49 năm, những thành bằng thượng trí, thượng đẳng, thượng căn, ngài độ được, độ nhiều vị đắc quả lắm. Ngài thuyết một thời pháp và nhiều người đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, cả A-la-hán nữa. A-la-hán là quả vô sanh đó nghe, quý lắm đó, là Phật đó. Tu mà đắc được quả A-la-hán là Phật, Phật La-hán. Vì A-la-hán chứng được 10 pháp vô sanh thế này nè: một, không mê làm bổn ngã; hai, không nghi não; ba, không hâm mộ nghi lễ cúng kiến; bốn, không tham dục; năm, không tham sắc; sáu, không tham vô sắc; bảy, không sân giận; tám, không tự cao; chín, không sao động; mười, không vô minh si mê. Được như vậy mới là hán. Là hán là vô sanh, là không còn nghiệp lực của quả báo sanh tử luân hồi. Nếu ngài có tái sinh trở lại vì thương đời mẫn thế cứu tế cứu độ chúng sinh là nguyện lực tự trở lại cho phải bắt buộc. Còn nếu từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm trở lợi đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh A Tu La đó, là còn cái bánh xe lăn xây của quả nghiệp của luân hồi. Lưng là bánh xe lăn xây chứ hồi là đáo lai trở lại mà. Ở sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết liền qua một đời. Cứ rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng. Bánh xe cứ mãi xoay cuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển lăn. Khổ khổ lắm lắm. Còn từ A-la-hán, Bích Chi, Độc Giác Phật hay Bồ-Tát, Thánh hay Quả Vị Như Lai là tam tôn này đó, là các bậc đã ra ngoài dòng sanh tử, dứt khỏi hẳn luân hồi. Nhưng các ngài cũng tái sinh trở lại, đó là vì nguyện lực, vì lòng từ bi thương đời mẫn thế muốn cứu tế cứu độ chúng sinh. Cho nên các ngài trở lại mà để giáo hóa chúng sinh. Mà các ngài trở lại giáo hóa chúng sinh thì phước đức công hạnh nhiều lắm, đạo hạnh nhiều lắm, vốn to giàu lắm. Cho nên ngài làm ăn cái gì cũng dễ, ngài khuyên ai cũng dễ, nói ai cũng nghe, vì đức hạnh lớn, đạo hạnh cao. Còn các chữ Bồ Tát, mà Bồ Tát còn phàm lắm nghe. Tuy là thương chúng sinh lắm nhưng mà vất vả lắm, khổ sở lắm, bị khảo đảo dồn dập thử thách dữ lắm. Bởi vì Bồ Tát phàm còn luân hồi, còn nghiệp lực. Mặc dầu tuy là Phật có, nhưng mà có lúc nó cũng tái diễn chút ít ma ma. Thành ra vì vậy cho nên Bồ Tát phàm còn khổ lắm. Còn Bồ Tát Thánh hay là Bích Chi Độc Giác
hay là A-la-hán thì đó là độ sanh về đấy. Nói cho biết vậy thôi, chứ rồi chúng ta ai cố gắng đi thì trước sau cũng tới. Thì bây giờ nói về cuộc đời Đức Phật. Ngài giáo hóa 49 năm hoằng hóa độ sanh. Những thượng trí, thượng đẳng, thượng căn, người có phước đức nhân duyên thì Ngài độ được nhiều lắm. Nhưng mà trong xứ Ấn Độ, rồi các quốc gia lân cận Ngài, thời xưa chưa có đủ phương tiện di chuyển cùng khắp năm châu. Nhưng mà đường lối giáo lý của Ngài bây giờ thì chư tổ đệ tử của Ngài đi khắp nơi cùng chốn giáo hóa độ sanh. Nhưng sau khi 49 năm hoằng hóa, công hạnh Ngài đã viên mãn rồi, Ngài thị nhập Niết Bàn, gọi là vô thượng đại Niết Bàn. Niết Bàn có bốn bậc: hữu dư Niết Bàn của A-la-hán, vô dư Niết Bàn của bậc Bích Chi Độc Giác Phật, đại Niết Bàn của Bồ-Tát Thánh. Bồ Tát Thánh là như Văn Thù Cổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Mục Liên, vân vân, thí dụ vậy đó. Mà các bậc đó là Bồ Tát Thánh thì đã chính được ngũ nhãn lục thông rồi. Còn vô thượng đại Niết Bàn là quả vị Như Lai. Thì bây giờ Ngài mới quán xét nhân duyên phải làm sao đây. Vì quy nguyện của Ngài độ tận chúng sinh, không phải độ những người thượng trí, người thượng căn, người có tâm tu, người có đạo hạnh, mà hãng nào Ngài cũng độ. Cho đến côn trùng thảo mộc Ngài cũng độ hết. Thảo mộc nó có cái thần mộc, nó có cái hồn của cây nha, nó cũng tu tiến hóa lên đó nghe. Thì Ngài bây giờ Ngài phải dùng phương tiện gì mà giáo hóa? Lúc đó Ngài mà kêu Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, đệ tử lớn của Ngài, Ngài mới chỉ cõi Tây Phương. Có Đức Phật A Di Đà, Ngài là giáo chủ, Ngài đang thể hiện và hoằng pháp độ sinh ở đó. Vậy thì tất cả chúng sinh muốn sanh về cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Độ, cõi Tây Phương, nó nhiều danh từ nhưng cũng một chỗ, thì thực hành theo phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy là phải tu thực hành theo đường lối của pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà, thọ trì danh hiệu và cố gắng làm theo, thì khi lâm chung có Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền sẽ rước về Tây Phương. Sướng quá, khỏe quá, cảnh đó nghe nói là đẹp vô cùng vô tận. Trên mặt đất vũ trụ này năm châu bốn biển chưa cảnh nào bằng ở Cực Lạc của xứ A Di Đà Tây Phương Tịnh Độ, phải không? Phải không? Vậy chúng ta muốn về cảnh đó không? Muốn. Muốn phải làm sao? Y lời Phật dạy, gọi là chúng con y giáo phụng hành. Rồi là về, về được liền. Ai về cũng được hết. Đó là giáo lý huyền giáo. Kinh A Di Đà là huyền giáo, là phương tiện thiện xảo, là quyền biến tuyệt diệu, là cứu độ chúng sinh, là đưa đến cõi Tây Phương hiện tại. Vậy thì chúng ta cần phải đi theo con đường đó, là pháp môn Tịnh Độ. Vậy về phần lý là siêu xuất, là tuyệt đỉnh. Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, Tịnh Độ là quốc độ trong sạch thanh tịnh. Cho nên quý vị niệm Phật, đây là thực hành theo pháp môn Tịnh Độ. Niệm chi để định tâm, hay định là năng sinh huệ. Mà có trí huệ thì phá tan cái vỏ vô minh, diệt tiêu phiền não chướng, dứt hết hoạt nghiệp, là Phật chứ không coi. Sự thật là tu thành Phật không có khó,
mà tại vì chúng ta chưa làm đúng mức, chúng ta chưa thực hành đến rốt ráo. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rõ rằng tam vô lậu học, giới tu, định tu, giữ huệ tu. Chúng ta ai nếu thanh tịnh được thì định, mà định được thì có huệ, mà có huệ là có vốn liếng vào tột bực của tỷ tỷ phú lận, muốn mua sắm tạo dựng được trơn, có tiền thì làm gì được, có trí huệ làm cái gì cũng được hết. Mà có trí huệ rồi đó nghe, nó thiệt cái Phật tử khỏi cần tu nữa. Bây giờ mình còn tu, ráng tu chịu cực khổ. Mà khi mình đã có trí huệ cái bằng minh tâm kiến tánh đó là khỏi cần tu. Cũng như mình đau giờ cần uống thuốc nè, mạnh uống không? Có người nói mô Phật bạch hòa thượng, con đau con uống thuốc, giờ con mạnh con uống không? Tôi nói uống, uống đừng chết. Mạnh rồi mắc mới vô uống. Mình còn chúng sinh phàm nhân tục tử tội lỗi giấy đầy phải tu chứ. Khi tu thành Phật rồi mắc mới tu nữa, phải không? Cho nên bây giờ trong thời kỳ này chúng ta còn uống nắng, còn sửa trao, còn nung đúc, còn rèn luyện, còn cưa bào, còn đục đẽo thì khổ lắm. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì không cần tu nữa. Cho nên chúng ta phải ráng trong giai đoạn này nha. Giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Mà khi chúng ta thành Phật rồi không cần tu nữa. Mà là Phật có tu gì? Ha? Tu là sửa, mình còn sai mới sửa. Thành Phật đâu còn sai nữa. Khi có trí huệ rồi nghe, quý vị muốn làm chuyện quấy nó không được, làm chuyện ác không được, làm chuyện tội không được, nó không cho mình làm. Cũng như bây giờ quý vị biết tu hành nè, biểu quý vị ăn cắp quý vị có làm được không? Biểu ăn trộm ăn cướp có được làm được không? Biểu giết người lừa gạt lừa đảo có làm được không? Không, không bao giờ làm được. Tại vì chưa biết tu thì làm được cái gì cũng làm được hết. Miễn sao sống được, lợi cho mình thôi, thiên hạ mà kệ. Nhưng bây giờ mình có trí huệ rồi. Trí huệ là gì? Là Phật tánh đó nghe. Cái trí huệ là Phật tánh, thần thông là trí huệ đó. Thì bây giờ quý vị muốn có trí huệ phải làm sao? Phải tu, phải giới, giữ giới, ít nhất là năm giới, tám giới, thập giới, rồi bát quan trai giới, rồi cụ túc giới, vân vân. Giới nhiều là định nhiều, định nhiều là huệ nhiều, mà huệ nhiều là phá tan tất cả những cái mê hoặc, diệt tiêu tất cả cái tham ô đắm nhiễm, dứt hẳn cái tham sân si phiền não nghiệp chướng. Thành Phật à, không ai có quyền cản mình nghe. Mình thành Phật không ai có quyền cản mình hết, mà ai cũng thành được vậy hết á. Vậy thì bây giờ Đức Phật Ngài mới chỉ coi Tây Phương, từ đây qua đó có 10,000,000 dặm. Xa quá hả bà con ha? Nhưng mà không xa. Xa không do mình. Mình nói xa thì xa, mình nói gần thì gần. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ e về lòng người, ngãi núi e sông. Nếu chúng ta cương quyết nhất định đi thì sớm mau chậm muộn gì cũng đạt được, chắc chắn như vậy. Thì 10,000,000 là cái lý đạo là gì? Là thập hạnh Bồ Tát. Quý vị đã có làm hết rồi, quý vị là Bồ Tát rồi. Người ta lầm tưởng Bồ Tát là một vị đó lo to con lớn tướng, dình dàng mạnh khỏe, sức lực thần thông vĩ đại, phun ra lửa, mửa ra khói, ói ra đồng mới là Bồ Tát hả? Mà vị Bồ Tát là hành hạnh Bồ Tát, làm cái công hạnh Bồ Tát. Hành vi cử chỉ, lời nói việc làm lúc nào cũng là lợi tha xá kỵ. Bồ giả là phổ giả, tác giả là tế giả, cứu nhân cho cấp cứu nhân, cứu nhân cho cấp là cứu người thoát khỏi tai nạn hóa, độ người khỏi cái lâm nguy, đó là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là lợi tha xá kỵ. Hỏi chứ quý vị có ăn chay không? Có giữ giới không? Có niệm Phật không? Có bố thí không? Có làm lành không? Có nhẫn nhục không? Có. Vậy là Bồ Tát rồi.
thấy người ta bệnh hoạn đau ốm, quý vị có xin đem thuốc cho ta uống không? Có cạo gió đánh gió giùm không? Có kiếm nồi sông hơi giùm ta không? Có, đó là Bồ Tát rồi. Bồ Tát có 10 hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, gọi là 6 pháp lục ba la mật. Cộng thêm 4 điều tứ vô lượng tâm: đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. 6 chứ 4 là 10 phải không? Đó là 10 muôn đi đến cõi Tây Phương đó. Nhưng mà còn 8.000 dặm nữa là thực hành bát chánh đạo. Cho nên trong kinh A Di Đà có nói đó: hữu thức bảo trì bát công đức thủy, súng mãn kỳ trung, trì để thuần di kim sao bố địa. Đó là bát công đức thủy, đó là 8 nước công đức. Tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là tới 14.8.000 dặm thôi. Đi cái rẹt tới cái rột hả? Mà quý vị đã thực hành được như vậy rồi thì còn sống ngoài đời bon chen danh lợi tiền tình vật chất gì nữa, đương nhiên phải vào trong cửa thiền môn, chốn thanh tịnh đạo tràng là giáo hội của Ngài. Giáo hội đạo tràng của Đức Phật là cõi tịnh độ, là Tây Phương, là Phật quốc, là thiên đường đó. Nhưng mà nói dòng do đủ thứ thôi, chứ thật sự là giáo hội đạo tràng của Đức Phật là cõi tịnh độ. Ngài chỉ trong giáo hội của Ngài chứ đâu sao. Ngài nói rằng 70.000 cái báo là thất chúng đệ tử của Ngài không à. Thiện nam tín nữ, sa di sa di ni, thích so với ni là tập sự tỳ kheo ni, và tỳ kheo thì kheo ni là 7 chúng. Cho nên bước 7 bước có 7 đó hoa sen để nâng chân Ngài là cái lý đạo. Nếu mà nói ngoại đạo người ta, trời ơi, ông này mới tính quá, bông sen là một cái khơi. Rồi Phật sao bước đi mà nói chuyện ôm sùm nha, thiên thượng hạ như ngã độc tôn, người ta bỏ nhà chạy trốn hết còn gì. Nói nó phải lý đạo. Ở trong thế gian danh tài lợi sắc tiền tình, cuộc đời xã hội là như bùn nước. Trong xã hội này nó đủ hàng bậc hết. Nhưng mà trong đó, nhờ đó mà chỗ đó đâu qua sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi thanh mùi bùn. Sen từ trong bùn đất chân gốc, nhưng nó vượt lên khỏi bùn đất, chỗ nên đó hoa sen. Tượng trưng cho những người 7 chúng của Ngài sống trong cõi đời mà vẫn được giữ giới, ăn chay niệm Phật, làm lành bố thí, cúng dường tu nhân, tích đức, làm việc nghĩa nhân, vân vân, thì đó là đó hoa sen. Cho nên 7 chúng này đỡ nâng cái chân lý của Ngài, truyền bá giáo lý của Ngài để phổ cập trong nhân sinh quần chúng, là 7 đó hoa sen. 70.000 cái báo cũng vậy, 7 chim nói pháp cũng vậy, anh Võ Xá Lợi Cá Lăng Tần Già Cộng Mạng Chi Điệu đó là thất chúng. Ngày đêm luận bàn lý đạo, thuyết giảng rất hay. Dầu người cư sĩ mà thiện hữu trí thức, họ thuyết pháp cũng rất hay. Đừng có nghĩ người cư sĩ là tầm thường nha. Nhiều người cư sĩ giỏi lắm mà, dịch viết kinh sách, phổ thông giáo lý, thuyết pháp giảng đạo rất là trôi chảy. Nhiều người cư sĩ tốt cũng đắc quả hiện tại. Trước khi chết biết ngày giờ năm tháng, mùi thơm bát ngát, ánh sáng rực rỡ, nhiều lắm. Vậy thì dầu trong hàng tứ chúng của Ngài, người cư sĩ đến người xuất gia, đều là 7 chúng này, ngày đêm giảng lý đạo nghe hay tuyệt diệu. Mặt đất phẳng bằng là bình đẳng, đạo Phật là đạo bình đẳng, không có giai cấp. Và Ngài còn nói muốn ăn có ăn. Hỏi chứ ở trong Tam Bảo đạo tràng có người nào chết đói không? Muốn ăn có ăn à? Người ta cúng ăn không hết nữa, còn phải đem bố thí làm phước làm nghĩa nữa. Muốn mặc có mặc, có người nào mà thiếu mặc không? Ngài nói trong giáo hội của Ngài, trong Tam Bảo đạo tràng của Ngài, chứ không có đâu xa chứ. Vậy thì quý Phật tử biết thời xưa Đức Phật Ngài nói pháp ở trong rừng, không có được máy móc như bây giờ đâu, mà Ngài nói tiếng rất nhỏ lắm, mà bao nhiêu chục ngàn người đều nghe lắm ra. Con da kêu cũng nghe, con dế gái cũng nghe, lá cây rớt cũng nghe,
quý vị thấy không? Thanh tịnh không? Phải tịnh độ không? Hội trang nghiêm trong cái hội đạo tràng của Ngài. Thì thời xưa có giáo hội đạo tràng, thì thời nay cũng khắp thế giới năm châu giáo hội đạo tràng, hàng triệu triệu ngôi tam bảo đạo tràng. Đó là chỗ quy về tịnh độ Tây Phương đó bà con ơi. Người xuất gia giải thoát, lìa bỏ cõi đời, thế gian là mặt trời mọc. Mặt trời vừa ló mọc thì ồn ào náo nhiệt, bon chen làm ăn đủ thứ, xe cộ tàu bè inh ỏi, là mặt trời mọc, phải không? Chiều tàn mặt trời vừa lặn xuống, tắt đèn ngủ ngửi yên lặng thanh tịnh trang nghiêm, phải phương Tây không? Rồi bây giờ người ta nói phương Tây vậy thì cái chỗ vợ trở về, cho nên nhiều người chết cũng đâm trở đầu về phương Tây, về phương Tây. Nhưng mà sống này không chịu vô trong tam bảo đạo tràng tu học. Chỗ tam bảo đạo tràng là chỗ phương Tây, là chỗ tịnh độ. Cho nên khi chúng ta đây, giờ này quý vị ở tại tịnh độ này, giờ này quý vị ở tại cõi Tây Phương này, giờ này quý vị ở tại cõi Phật quốc này. Phật tại tâm trung hà tu bá giả, Phật tại lòng của mỗi người. Chúng ta dứt hết phiền não nhiễu nhớ, dứt hết tham ô đắm nhiễm là Phật. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Cho nên thầy có viết bài thơ bốn câu thế này: ma ma Phật, Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê là ma đó vậy. Chân như là Phật, vọng là ma. Vậy thì phiền não bồ đề cũng tự ta, thành tiên tác Phật có đâu xa. Chỉ trong một niệm là chơn hay vọng, thì bến giác bờ mê chẳng có xa. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Mê giả là phàm giả, giác giả là Phật giả. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao tìm mọi phương cách đuổi xua cái mê đi, đuổi xua cái vô minh đi, dứt phiền não nghiệp chướng đi, thì chúng ta sẽ thành Phật. Như lật bàn tay giống như đó. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói hay lắm. Ngài là bậc đại trí tuệ. Ở Ấn Độ thì gọi là Thích Ca, sang qua bên Tàu gọi là Di Đà, có một à. Người ta không biết lầm tưởng Thích Ca Di Đà khác nhau. Amita Tào dịch là Di Đà, mà Thích Ca trong kinh luật cũng là Amita, có một ông à. Người ta không biết phân biệt chia rẽ tranh chấp, rồi nói đại thừa rồi tiểu thừa rồi chia rẽ rồi trong chống đối. Thật sự ra pháp Phật thì phương tiện đủ cách, đủ mọi phương tiện hết. Cũng như bây giờ nói bà con nghe này, cũng phải ăn thôi, ăn gì cũng no phải không? Nhưng mà bây giờ cơm nấu ăn được rồi, nếp nấu ăn cơm nếp sôi được rồi, tại sao phải làm ra đủ thứ bánh à. Cơm nếp thì ăn cũng được, nhưng mà sôi ngon hơn, mềm hơn. Rồi bây giờ xây ra làm bánh ít trần thì cũng được, nhưng mà ăn lâu cũng ngán. Rồi bây giờ để chút đường nấu, rồi đâm chút gừng để vô, ăn nó thành sâu nước ngon lắm. Nồi cây trái sa kê, trái mít đó nha, mà thầy chỉ cho người ta làm tới 30-40 món đồ ăn nha. À, nồi cây muốn không làm mười mấy thứ nha. Chứ mà rau muống mà luộc ăn hoài ngán thấy mồ, ăn thì nổi. Rau muống à, làm gỏi nè, rau muống làm dưa nè, rau muống xào nè, rau muống kho nè, rau muống luộc nè, rau muống nấu canh chua nè, rau muống nấu chè cũng được nữa. Thì bây giờ rau muống là muốn mà để đường vô thịt chè, chứ có gì chè rau muống chứ có gì đâu. Thành ra cái pháp môn của Phật nó vô phương tiện hay vô cùng vô tận. Vì thế cho nên có đốn giáo, có tiệm giáo, có quyền giáo. Giáo lý tam thừa cửu phẩm, rồi giáo lý ngũ thừa, rồi nhị thừa nữa. Thừa chứ nhiều thứ vậy là bởi vì
chúng kinh, chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Nhị thừa là thinh văn thừa, duyên giác thừa. Rồi nó ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thính văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Còn tam thừa là tiểu thừa, đại thừa, trung thừa. Mà tiểu thừa là kêu bằng hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, bàn ba là chín. Là cửu phẩm liên quan di phụ mẫu. Thành ra quý vị thấy nó nhiều quá, lúc thì nó dày, lúc thì nó khác, thì phải tùy căn tính chúng sinh chứ. Thành ra cho nên pháp Phật nó quyển chuyển, nó linh động, nó hay vô cùng, nó khéo vô tận. Mà biết cái phương pháp của Phật rồi đó, thì nó thật với quý vị, tất cả đều đi về có một nguồn. Cho nên người Phật tử chúng ta không bao giờ bài bạc ai hết, không bao giờ chống đối ai hết, không bao giờ khinh chê ai hết. Mà chúng ta cùng một nguồn suối cam lồ của Phật, thì chúng ta biết vậy rồi thì ai tu sao cũng được, miễn làm sao đến đích là giải thoát, cứu cánh niết bàn, vô sinh bất diệt. Đức Phật ngài nói hay lắm, mà có một chút xíu hở để cho chúng ta đừng có chấp nê. Nê là gì? Nê là bùng. Mà chấp nê là lúng bùng. Lúng bùng là chết ngợp. Chết ngợp là tử cụ èo. Đức Phật ngài khen ngợi A-di-đà đáo để phải không? Ngài nói A-di-đà có trước ngày 10 kiếp, ư kim thập kiếp mà. Nhưng mà có một câu ngài hở một chút xíu để chúng ta thấy, là ngài nói ta khen A-di-đà, mà A-di-đà ngài cũng khen ta là Thích Ca Mâu Ni. Ở cõi đời ngũ trược ác thế, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà vẫn đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tam Miệu Tam Bồ Đề là gì? Là đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác. Bây giờ ông khen A-di-đà, rồi A-di-đà lại khen ngài. Thì cũng như nói thí dụ, thầy là giác nhiên, thầy khen ông chuỗi hột này giỏi hay tài đức tuyệt vời, trên đời có một không hai, thầy khen hết sức khen. Thế rồi bây giờ thầy nói ông chuỗi hột này ông cũng khen giác nhiên còn hơn ông nữa, nói tiếng là đủ rồi. Bây giờ chẳng lẽ ông Thích Ca ông vẽ cái bùa ông đeo vô, kỳ quá đi. Bởi vì bậc đại trí tuệ mà, ông vẽ cái bùa ông đeo cho ông A-di-đà. A-di-đà lấy số chuỗi đó chồng vô cổ ông Lợi, vậy thôi. Thành A-di-đà là Thích Ca, nghe chưa, không có hai. Vì thế cho nên chúng ta người tu Phật mà hiểu cái lý nó cao siêu tuyệt diệu. Thế nên quý vị thường nghe nó tụng kinh 1000 năm không bằng ngẫu lý 1 giờ. 1000 năm là gì? Trời biết mấy kiếp mình không? Mà không bằng ngẫu lý 1 giờ, nói là nó còn khiêm nhượng nghe, chứ không bằng ngẫu lý 1 phút. Hiểu cái lý nó mới siêu xuất được, hiểu cái lý mà thực hành rốt ráo được, hiểu cái lý mà đạt được mục đích giải thoát được. Thành ra tu có tướng, có tánh, có lý, có sự. Không phải mình bỏ cái sự, không phải mình bỏ cái lý, không phải bỏ cái tướng, không phải bỏ cái vô tướng. Cho nên vô tướng từ hữu tướng mà ra, hữu vô chung ở một nhà, chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô. Trong hữu tướng lý vô ẩn đó, vô tướng mà tưởng có ẩn trong. Rồi hữu vô bước khỏi hai dòng mới biết đạo lý không trong không ngoài. Thành ra từ hữu tướng đến vô tướng, từ hữu vi đến vô vi, từ hữu hình đến vô hình. Thì pháp tu của chúng ta đây cũng vậy. Đó là tôi nói tóm tắt cho quý bà con nghe để trả lời vấn đề. Vì tất cả mọi người chúng ta là niệm Phật để cầu giáng sanh phải không? Thì bây giờ cứ niệm Phật. Niệm Phật mà nhất tâm, không tán loạn, không chi phối, quý vị sẽ đi đến chỗ gì? Chỗ định. Cho nên có nhiều người tu mà chấp bên này chấp bên kia, nó thiền là không có tịnh, có người nó tịnh là không có thiền.
chia rẽ chia dạy. Thiền tịnh sông tu đồng đăng bỉ ngạn. Tu thiền là tu tịnh đó, mà tu tịnh là tu thiền đó. Đức Bổn Sư chúng ta ngài ngồi thiền định mà đắc quả, mà ngài ngồi thiền định là ngài tu tịnh, là tịnh độ đó chứ gì. Thành ra mình bây giờ nói vậy đi, thiền tịnh sông tu. Có gì giảng nghe người ta nói là thức cười lắm. Nói thiền là một chiếc thuyền, mà tịnh là một chiếc thuyền. Thiền là thiền, tịnh là tịnh. Không có xô, không có lâu lâu thôi hai ba cái gì không có được. Bắt hai ba tay không dính. Bước bên chân thiền, bước bên chân tịnh, rồi ra ngoài biển, sóng nó đánh, dạt ra, sẽ rớt nước cái bụng. Nói chuyện vô lý. Thầy là thiền nè, mà thầy vẫn niệm Phật. Bởi vì thiền nó có nhiều phương pháp. Số tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, niệm Phật quán, nhân duyên quán, vân vân. Pháp quán vô cùng, phương tiện quyển chuyển linh động. Thì niệm Phật cũng là thiền chứ không sao. Có mấy ông thiền sư nào mà không niệm Phật? Không niệm Phật là niệm ma. Cho nên niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà. Thường tình tánh nóng của ta phải mau dẹp tắt lòng tà bỏ đi. Niệm Phật hãy gắn làm y, tâm không lẳng lặng thì vướng chi diệt trần. Tâm mình không lẳng lặng đó thì đâu có vướng diệt trần, phải không? Niệm thì phải niệm ân cần, tâm không tưởng Phật đó là quỷ ma. Bây giờ mình không niệm Phật đi niệm ma ha, không niệm chánh đi niệm tà ha, không niệm chân đi niệm vọng ha. Thành ra vì vậy cho nên cái phương pháp niệm Phật của quý vị là tôi tán thành. Tán thành 18 tay chứ 2 tay nữa. Có những ông thiền sư xưng là thiền sư mà lại chống cái pháp môn niệm Phật. Tại sao kỳ cục vậy? Ông có niệm Phật à? Chứ ông niệm gì đây? Không niệm Phật là niệm ma. Thành ra thiền sư vẫn niệm Phật, Đức Phật cũng vẫn niệm Phật, là pháp định tâm. Niệm Phật là định tâm mình. Cũng như bắt đứa nhỏ giữ em không chạy đi phơi chơi phá tá, thấy không? Để nó không nó chạy. Bởi vì tâm mình là gì? Là tâm duyên. Ý mình là gì? Ý mã. Bây giờ phải làm sao? Tâm duyên ẩn trú thời thời luyện, ý mã câu lai khắc khắc cầm, là phương pháp kềm tâm phục ý. Cho nên phương pháp mà niệm Phật của chư liệt vị là kềm tâm phục ý, để cho nó đừng buông lung tự do. Tâm mình như con khỉ vậy, nó chuyền hoài. Ý mình con ngựa, nó chạy buông lung. Con ngựa phải có dây cương, con khỉ phải có chuồng lồng. Thì phương pháp niệm Phật đây là kềm tâm phục ý. Nhưng có phải niệm Phật không nghe bà con? Niệm Phật rồi phải ăn chay, rồi phải giữ giới, rồi phải làm lành, rồi phải tu nhân, rồi phải tích đức, rồi phải ngồi thiền, rồi phải diệt hết tâm phạm tánh tục, dứt hết lòng dục mến ưa, lìa xa tham ô đắm nhiễm. Tu nhiều phương pháp chứ không phải niệm Phật là ý niệm Phật không à, cũng không được nữa. Thành ra vì vậy cho nên tôi mong rằng toàn thể quý vị hiểu ý như vậy thì lời Phật dạy cao siêu vô cùng, quý báu tuyệt diệu. Chúng ta cố gắng mà tu. Chúng ta là con một cha, anh em một nhà, cùng hưởng một dòng suối từ bi của Đức Phật. Chúng ta phải đoàn kết nhau, đừng chia rẽ, đừng phân biệt, đừng tranh chấp, đừng bảo thủ, đừng ganh tị, đừng hiềm khích, đừng chụp mũi nhau, thấy không? Thương nhau, đoàn kết nhau. Chia rẽ là chết, mà đoàn kết là sống mà. Cho nên tôi mới có nói rằng một chiếc đũa bẻ thì phải gãi. Nếu đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãi cả vài trăm đôi. Bó đũa dày ngắn, nhưng mà bó đũa dày lực sĩ bẻ gãy không? Không. Cho nên nói lời khuyến nhủ ai ôi nó nhớ, đoàn kết nhau giúp đỡ cho nhau, thương nhau nòi giống đồng bào, cùng chung hiệp lực thì việc nào cũng nên. Các một hộp đắp nền không được, nhưng số nhiều lắp bể cũng nên. Vậy mọi người đừng có lãng quên, thương nhau thì chắc chắn việc gì cũng thành công.
Vậy thì bây giờ ai còn ghét ai nữa không? Tuyệt đối. Người biết tu cầm đuốc đi muôn đời tìm một người thù không có. Không ai là kẻ thù mình hết. Vì ai cũng là ân nhân của mình cả, ai cũng là người thân thương của mình hết. Thành ra mình không có kẻ thù, mình không có ganh ghét, mình không có kẻ hèn tị, mình không có kẻ để mình tranh chấp. Tâm đó là tâm gì? Là tâm Phật. Tâm Phật là gì? Là tâm từ bi hỷ xả rộng lớn bao la, vô cùng vô tận. Quý vị tụng cái bài Bát Nhã. Bát Nhã nhiều lắm. Bát Nhã là một bài Bát Nhã mà hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hạnh Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Đó chút xíu thôi. Rồi còn cuốn Bát Nhã nó 3 cuốn dày, rồi 24 cuốn dày, rồi cái Đại Bát Nhã còn nhiều lắm. Bát Nhã là thuyền lớn không đáy mà, biết như hùng. Nhưng mà mình hiểu ý nghĩa của nó là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ma là được, Ma là Bát Nhã là trí huệ được rồi, tạo dịch là trí huệ. Còn Ba La, Ma làm chi nữa? Chữ Ma là rộng lớn. Trí huệ mà phải trí huệ rộng lớn mới được. Cũng như chiếc thuyền là được rồi, mà thuyền nhỏ không được. Chiếc thuyền đó, nó thuyền biết thuyền ba lớn, thuyền ba lá không có, thuyền tám lá không có. Còn thuyền này phải là đại hạm đội, đi ra đại dương, sóng to gió lớn, nhận không được. Còn thuyền nhỏ nhỏ con đó, bị sóng to gió lớn nó nhận. Cho nên chiếc thuyền không cho đủ, mà phải thuyền lớn hay là đại hạm đội. Trí huệ không chưa đủ, mà phải là đại trí huệ. Cho nên nó Ma Ha là rộng lớn đó. Bát Nhã là trí huệ rộng lớn. Mà trí huệ rộng lớn làm sao? Bỏ tiền mua được không? Không. Điền cấp của người ta được không? Không. Không ai cấp của trí huệ ai được hết. Mà trí huệ này phải tự tu tự hành mới tự thành Phật đạo. Mình phải bòn quén từ chút, gom thâu từ chút, mình kết thành một cái chiếc thuyền hàng trăm vạn tỷ lá bè, thành chiếc thuyền lớn lắm. Thuyền lớn mới vượt sông mê bể khổ, mới thoát khỏi ta bà ngũ trược ác thế này. Thành ra người mình tu nói một cách nôm na là vậy. Phải bỏ cái tâm phàm, phải lìa đi tánh tục, phải dứt đi ý dục, mới trở nên Phật Thánh Tiên. Tâm chúng sinh là gì? Tâm bảo thủ, tâm cố chấp, tâm tham lam, tâm ái nhiễm, tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhen, tí bé, cỏn con. Đó là tâm chúng sinh. Bây giờ phải bỏ cái tâm chúng sinh này mới tạo thành tâm Phật được. Bây giờ mình tu mà mình muốn giàu mà cái nghèo không bỏ thì làm sao? Phải bỏ cái nghèo mới giàu, bỏ cái mê mới thành giác, bỏ cái chúng sinh mới thành Phật, bỏ cái phàm phu mới thánh trí. Thì bây giờ mình muốn ôm cái dụng ôm, cái dụng gom, gom rất thành đống rác. Mà đống rác thì quý vị nghĩ sao đây? Hồi thui quá, dòi tửa đủ thứ, cái gì cũng có trơn trọi mà làm sao mà tốt được. Thành bây giờ phải quét đống rác, quét cho sạch, chùi lau cho bóng nhoáng ha. Thì nói thiệt với Phật tử à, nằm ngủ cũng được, đi đứng cũng được, sử dụng cái gì cũng được hết. Nói một cách khác nữa là nước. Nước mà đục, nước mà dơ, nước mà bẩn có ai xài không? Mà nước lúc lắc vậy á, quý vị thử nghĩ nó trao động vậy rồi làm sao dòm thấy cho tận đáy. Cho nên nó nước rỡn lằn, bóng trăng nhấp nhoáng, trăng lu lờ vì án đám mây, làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiễm màu. Hay là nói một cách khác, biển cho lặng minh châu xuất hiện. Biển là chỉ cái tánh nước của mình. Bây giờ làm sao lọc hết cái nước dơ bẩn? Nước dơ, chân mình dơ nè, mà rửa, lấy nước dơ, nước mà rửa chén, đồ có dầu mỡ tùm lum nó rửa, mình có chịu rửa không? Gội đầu không? Tắm giặt không? Uống không? Uống gì nổi. Nhưng mà bây giờ nước lọc sạch trong rồi, sử dụng cái gì cũng được, phải không? Gội đầu cũng được, uống cũng được, tắm giặt cũng được. Thì bây giờ trao dồi cái tánh thủy của mình
Quân tử tánh như thủy, làm sao trau dồi cái tâm mình như mặt nước phẳng bằng, đó là tịnh độ. Tịnh thủy, yên lặng mặt nước phẳng bằng. Quý vị niệm Phật mục đích của nó là làm sao định cái tâm, đó là pháp tối cần. Vậy thì tóm lại thì giờ có hạn, vì khóa tu học của quý vị rất là quan trọng. Thì tôi mong mỏi rằng tất cả chúng ta hướng về con đường tịnh độ Tây Phương Phật Quốc, thì chúng ta hướng về cái chân tâm của mình, hướng về cái tâm thanh tịnh của mình, hướng về cái tâm giải thoát của mình, hướng về cái tâm giác ngộ của mình. Trong ba đặc điểm chính, thường thường khuyên tu, người ta nói thôi tôi tu không được đâu, tôi chỉ tu tâm thôi. À, tu tâm là tu cái gì? Tu tâm á, tu tâm là tim, thì kiếm đồ bổ chân với cái tim con heo ăn cho bổ. Tu là bổ cái tim, không phải. Cái tâm con người là gì? Cái tâm con người tượng trưng chỉ cho như chữ Hán á, ba điểm chấm vật hoành câu, gọi là tam điểm như tinh tượng hoành câu tở nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Ba điểm như ngôi sao văn hoành câu như trăng xế nên tiên thành Phật cũng do ta, mà mang lông đổ gạt cũng do ta, do mình. À, vậy thì bây giờ tâm đó là để chỉ cái tâm thức, cái tâm tướng, tâm hình sức thức. Còn tâm ở bên trong là lòng mình. Mà lòng mình cũng chưa đủ. Lòng mình là cái gì? Lòng mình gồm cả ba địa điểm nè: thân, khẩu, ý. Thân mình tu là gì? Là không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, ngoại tình. Khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Ý không tham lam, sân giận, si mê. Tu tam nghiệp là tu thân khẩu ý. Mà tu thân khẩu ý là tu tâm. Không ăn chay ngày nào trời, nói tu tu tâm mà tu giống gì? Không giữ giới, không niệm Phật, không bố thí, không làm lành, không nhẫn nhục nhịn nhường, ai nói tâm mình lục trặc nổi lên muốn đánh lộn với họ. Tu tâm tu vậy hả? Thành ra thân khẩu ý thanh tịnh đó là tâm. Giữ thân trong sạch là hạnh phúc biết bao. Giữ miệng trong sạch là hạnh phúc biết bao. Giữ ý trong sạch là hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tẩu lỗi gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp là thân bèn được an. Ba nghiệp thường đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Tôi cam đoan cùng toàn thể chư liệt vị, vị nào mà giữ ba nghiệp trong sạch, thân khẩu ý lúc sống sinh tiền hoàn toàn an lạc hạnh phúc, mà có chết chắc chắn là được siêu lên cõi trên. Có đọa địa ngục thầy chịu thế cho ngon không? Tu mà có guarantee, có người bảo đảm, vậy mà không tu uổng lắm phải không? Cho nên thầy có cái bài, thầy có viết một đoạn kệ mà thầy khuyên người ta tu phải nhẫn đó. Mà nếu nhẫn được, thân khẩu ý được như vậy đó, có đọa địa ngục thầy chịu cho. Bài kể dài lắm, thầy nó tốn chút xíu thôi, giờ ít lắm. Thầy thì có cái bệnh không nói thôi, nó hoài, nó tới tối mai, sáng mai cũng được nữa. À, thì giờ đâu mà ở ai nghe hoài. Đoạn kể nó tóm ngắn như vậy nè: con môn tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Người ta tưởng nhịn một lần, hai lần, ba lần, lần tư tư ăn thua đủ là không phải đâu. Nhịn hoài. Nhịn đâu phải là ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác, thành Phật quá thôi nghe. Vậy con nhịn được, dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng, cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Ráng nhịn đi, mà có đọa thầy chịu cho. Nhưng mà phải ba điều này nghe:
Thân con nhận là việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cắp giới tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ đừng nên đáp lại. Đó là thân nhịn ha. Còn miệng nhịn, khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang đâm thọc hoặc dối lừa, chửi mắng người, bốn nghiệp miệng khá chừa, gây quả báo đời sáu căm con nhé. Còn cái ý nhịn nha, ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ, chẳng tham lam sân giận với si mê. Khẩu ý thân con vừa được trọn bề, ngồi chánh giác con cẩn kề bên gối. Ba điều đó thôi, nói dài dòng gì bây giờ thì nói tới mai tới chị cũng vậy à. Bây giờ quý Phật tử nhịn dùng ba điều đó cho thầy, ráng tu vậy đi, và thường niệm Phật để định tâm kềm ý, đừng cho nó buông lung tự do. Tâm ý của mình nó là con khỉ, nó là con ngựa, buông lung tự do từ xưa nay tạo nhiều ác nghiệp tội lỗi lắm. Bây giờ mình ráng kềm chế thúc liễm nó trở lại để định tâm. Cho nên thầy biết có nhiều người niệm Phật nó nghe rất là khó lắm á. Thầy chứng kiến á, biết ngày giờ chết nha, chết có mùi hôi, chết mà còn như người ta sợ mà nhăn răng le lưỡi trợn mắt thấy ớn đầu, chết mà còn nở một nụ cười trên môi tươi thắm nghe thấy dễ thương lắm. Thành ra vì vậy cho nên quý Phật tử ráng tu, mặc dầu chưa xuất gia được, nhưng đâu phải tu là cả cái đầu. Tu đầu tóc không cần phải cạo, không cần, miễn cho tròn cái đạo là người, ráng làm sao cho tròn cái đạo. Cạo tóc là hình thức thôi, thầy nói lột da đầu chưa phải tu nữa mà. Mà tu là tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Còn mặc cái đồ vàng này là tu sao? Màu sắc đâu phải, đạo Phật đâu phải đặt trên mình hình sắc, mà đặt trên cái tâm người. Hãy giữ được tâm thanh tịnh, tâm an lạc, tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm chân như là tâm về cái bản thân của mình. Đó là lời nhắc nhở tóm tắt gì thì giờ có hạn. Còn ngồi gần tôi đưa cái đồng hồ. Tốt tốt. Mong có dịp khác nha. Bây giờ Phật tử đọc theo thầy ba câu này đi, để cho thầy an tâm là chúng con y giáo phụng hành. 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 Thành tâm cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thị Từ Gia Hộ ban phước lành cho thời thuyết giảng hôm nay, hồi hướng cầu cho tất cả chúng sinh trong mười phương ba cõi, trẻ âm được siêu khỏi, người sống được bằng an, phước huệ được vẹn toàn, đạo quả vô thượng, bồ đề chóng mau thành tựu. Và chúc lành cho quý chư tôn đức ở tại chùa Hoằng Pháp sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, phước trí trang nghiêm, để tiếp tục trên con đường hoàn truyền chánh pháp hộ độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Thích Ca Hiền, pháp hiệu Phạm là một thiên lành, hôm nay an chúng chùa Hoằng Pháp cũng như toàn thể đại chúng thầy được công linh hòa thượng quan tâm thăm viếng chùa cũng như là đạo tràng chùa Phật. Hòa thượng không quản tuổi già sức yếu, khi đến đây hòa thượng lại còn ban bố cho chúng con chúng con nguyện noi theo đó để cố gắng tinh tấn không phụ lòng của hòa thượng đã tập tâm chỉ dạy. Và chúng con cũng không biết nói gì hơn trước cái tâm tình cao quý mà hòa thượng đã dành cho chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện an bảo gia hộ cho hòa thượng luôn được phát thể kinh an, chúng sinh vì đầu mãi mãi là hàng cây lớn để che mắt cho
luôn thân tâm trở lại Phật sở viên hàng. Ngày hôm nay họ được về đây thì chúng con cũng sẽ có được một cái tấm hình cái lễ tế Phật A Di Đà để cho nên chúng ta họ thường mong họ được hoan hỷ từ bi và cho chúng con tâm kỳ công đức Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quang hô.